Lô, ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khải Nguyên Minh. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ dành một chút thời gian để chuẩn bị anh Vinh cho anh Nghe My chống ban nhiều người. Và còn anh em còn xem sơ qua thì Nghe My này Khải cũng chơi từ đầu server đến giờ. Thì cũng không muốn để nó thọt cốc này mà. Nói chung anh này Nghe My búp rồi nè. Chỉ việc đi búp từ đầu cuối không làm gì hết. Nên là lượng lên cấp nó rất là lâu nè. Chỉ việc là đến tháng anh Vinh, cứ đến tháng anh Vinh thôi. Đó, anh em thấy dần búp Khải, búp Khải rồi. Thì là bây giờ thiếu phi phong kháng cả 10 á. Có phi phong kháng cả 10 thì phòng thủ sẽ được 75+2, kháng hàng sẽ được 75, kháng lo sẽ được 75+6 và kháng hỏa được 75+1 và kháng độc sẽ được 75+1 đó nè. Đó, mặt nạ kháng cả 5 hết luôn. Nên là ngày hôm nay Khải tranh thủ các anh Evan cho anh em xem. Chuẩn bị Evan 2 bộ, một bộ sâu, một bộ vạn. Này may mắn. Ok, để tí nữa anh Evan nếu mà có mặt nạ cũng như là trang sức này nó thì Khải sẽ bù vào chỗ này, thêm kháng như nè. Phi phong như vậy. Ok. Bây giờ thì anh em cùng xem sơ qua thì vừa rồi thì Khải đã chuẩn bị cho mình đó là một bộ Evan Anh Dũng và một bộ Evan Anh Hùng. Thì một bộ sâu, bộ vạn nè. Và anh em cùng xem sơ qua thử Evan sâu, Evan vạn anh gồm những gì nha. Và ở video này thì không gì hơn. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thành công nha anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem qua cái màn ảnh nhỏ. Ok. Đây. Thì cái Evan này là Evan 30 tháng 4 mọi người. Thì nó ra vào ngày 19 tháng 4. Hôm trước Khải đã nhận được môn rồi. Tầm này thì các anh em mới nha nè. Hơn một tuần rồi. Đó, mấy cái này là nguyên liệu để đi chan ra. Thì sau khi chan ra thì mới được 8 áo này, mũ này, quần này, ba lô này. Đôi giày này. Còn gà Trường Sơn này là điểm tiền vạn nè. 150 điểm một cái thì mua tốn hết 150k điểm tống kim để tiền vạn kèm với 5k vạn. Đó. Rồi, tiếp theo. Rồi, có thể kèm với 7k vạn chứ. Đây nè. Một cái vừa rồi nãy Khải rút gần 10k vàng Khải mua. Đây nè. Một cái 7 vàng là 1000, cái là 7000 vạn. Đó, kèm với 150k điện tốn kim, kèm với nguyên liệu. Đó. Thì Evan 7000 vạn này thì nó tốn khoảng tầm 7 kim. 7 kim là up khoảng bao nhiêu đây? 5 tỷ. Một cái 5 triệu thì 1000 cái sẽ được 5 tỷ kinh nghiệm. Đó. Còn Evan su thì sẽ được sẽ mất 50 điểm trên 1 thì 1000 cái sẽ 50k điểm. 50k điểm tống kim kèm với 10 xu là khoảng 10k dạng. Đó. 10k dạng với 50k điểm. Đó, nguyên liệu như vậy thôi. Rồi. Anh em xem sơ qua này, em mình điện vạn thì nó chẳng có gì nè, chỉ có những đua tốt thôi. Khả thấy chủ đạo vẫn là đua tốt thôi. Vòng ho cá nhân, vòng ho băng hội. Rồi. Mấy trang bị kim phong này lụm ra cũng vứt thôi, chả làm gì. Rồi. Sau khi ăn đủ số lượng thì nó sẽ có những mốc hưởng kinh nghiệm như nhau. Rồi, ba trận đơn thì trận đơn. Rồi, đến cái này quan trọng nè. Bộ quân trang anh dũng rồi nè. Em mình tiền sâu nè mọi người. Cái này là quan trọng, như là tốn khoảng 10k sâu. Lượm được 10 tỷ kinh nghiệm. 15 tỷ kinh nghiệm chứ. Là khoảng hơn 2 cấp. Không biết là anh lần này full 2 Evan thì có lên được nổi 118 cấp không đây. Anh em cùng chờ đợi thử nha. Và sau khi anh Evan sẽ có mảnh rương hiệp cốt như tình ông Ba Đình Quốc. Còn mảnh ngựa buông tiêu, mọi người phi dân, mọi người chiếu dạ, mọi người sẽ thố hình bài hồng ảnh, cái này không thua. Rồi pháo lỡ đại, pháo hoa đại lễ này. Pháo này là anh ở Giang Văn Thôn này. Nó ra ngựa các kiểu, rồi bánh, rồi trái, rồi phi phong các kiểu. Rồi xuống dưới băng đạn, dùng nó lấp xuống trường AK. Rồi không lỡ hộp mà thạch anh một quà và mượn tư đặc biệt. Sau khi mở sẽ được một số đồ như là phi phong, pháo các kiểu. Cái hộp quà này sẽ có 50 hộp quà nha nè. Mỗi nhân vật sẽ cắn thêm được 50 hộp quà. Thì hơn nó sẽ ra phi phong. Đó, vấn đề anh Evan là ngày hôm nay thì chủ yếu kiếm phi phong này mà. Kiếm phong dành cho hành chính, đánh tống kiếm như là đánh công hành chiến. Lên bài boss xanh, bài đặc biệt đó. Với lại tìm lên bài boss để đánh cho anh em xem. Hiện tại lên bài boss nó rất là khó ra nè. Nhiều anh em hay trách hỏi cái là đánh một bài boss đi, nhưng mà thực sự là đánh anh Evan hiếm quá này mà, nên là không có đánh nhiều. Rồi vòng hoa, quốc tử, không vinh thật, pháo, phong pháo này, cũng chủ yếu tìm phong pháo kỹ năng, tìm đăng cho anh chính game mươi luôn. Mặt nạ may mắn, thể tinh, tinh thần, quốc nhiên lộ, tiếng là hán, dân, sự đời dân hồ. Rồi, phi tóc là bao, đại lượng là bao, sắc lực giãn, là bài phong độ, thiên sơn, thiên hôn lộ, quá tử hoài, ok. Sau khi yên mắt thì sẽ được vòng sáng nè, đây mà. Đó, trong 20 ngày. Đó, cũng tiếp tên rồi, lại hên được đồ ăn ban định quốc như tình rồi nha nè. Đó, thấy chưa? Ngẫu nhiên được một trong tất cả trang bị này nè. Hiệp cốt như tình định quốc ăn ban. Hôm trước cũng có người mở ra cái nhẫn ăn ban kháng 10, kháng ban 30, quá đẹp luôn.
ngựa, rồi xét hồng ảnh, rồi ok, rồi lấy bài bút đại, lấy bài đại thành biên kiếp, rồi lấy bài biên kiếp, rồi ok, càng không xong tuyệt cái này, càng không xong tuyệt tầm này cũng mất rồi mày, tầm là 2,5 kg 3 kg một cái là khá là mất, rồi ok, bây giờ thì trước khi anh thì Khải coi thấy con game này phải vẫn còn chim đúng không? Khải đây Khải gì thông trang Khải hướng kinh nghiệm lại cái thử con chim như thế nào. Các hàng đã nhận rồi, 7 tỷ đã nhận rồi. À 7 tỷ nhận rồi, chắc là lần này chắc em mình tiền chắc là lần này chỉ anh mình tiền tiền xu thôi em ơi. Đợi khoảng vài ngày sau Khải, 4 ngày sau Khải anh mình tiền vàng để up kinh nghiệm tháng mới nè. Bây giờ mà Khải anh hai mình thì hơi phí mọi người. Ok hiểu không? Nên là Khải tâm này Khải anh mình xu thôi. À, trong bộ anh Dũng thôi nè. Đó, rồi ok anh em còn chờ đợi xem nữa nè. Rồi, vô. Tại nay ngày 26 rồi. Chắc là tầm này anh Vinh xô thôi nè. Còn qua tháng mới Khải thì anh Vinh điện vạn. Và sẽ úp lấy khá tất cả cho ăn nè. Bây giờ mình không lấy nó phí lắm nè. Được gần 6 tỷ. Đó, lên được khá tất cả này không? Đó. Lên được khá tất cả 3 nè. Chỉ tính thương 3, bánh chanh 3 nè. Vòng, nhận được vòng sáng 30 ngày. Vòng sáng là con chim trên đầu luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, cánh nha. Chờ, cánh mấy ngày rồi. Anh đã đủ 7 tỷ rồi. Nhận cái kia trước nè. Hui. Mấy mấy. Một hộp. Đó bao. Tiền thổ lộ. Thôi được gì nha em ơi. Anh em đang xem đừng ngại đỡ lại cho video Khải ngày 10/3 này. Một like cho sự ủng hộ cho em ơi. Hui. Anh này hồi trước cũng nằm tốt ngày 10 chứ. Mà điều đi chanh đi theo xe hoài nè, nó lên chậm quá, nó không có nhanh bằng những việc đam được, nên lên là khá là chậm. Một ngựa, ngựa mảnh ngựa 80 có giá trị nè, mảnh một vứt đi chặt chỗ ốc cấp nè, một cấp nè, như đây lớp thạch anh đồng hồ, lớp thạch anh tiêu thấu lộ. Một thị tinh. Có một cấp này. Cái này thì gần mắt vỏ là một tịch rồi nè. Nên là khá là khỏe. Một lần mày boss đó. Có lần mày boss cho anh em chơi. Một con lần mày boss. Một pháo hoa đại lễ. Hơn gần 250 cái này. Hai cái pháo hoa. Mặt này mấy. Mang mặt này mấy vô. Một chiếc tinh hồng. Được. Tinh hồng tầm này có giá. Một hộp. Rương ăn bao nhiêu tinh. Hơn 300 cái nè. Lại là mạnh ngư một sốt luôn. Mới có một lần bài boss anh em ơi. Một tinh hồng thôi. Một lần anh tinh. Rồi qua thành khác đi. Đồ đứng này anh gần mấy chục cái này. Vẫn chưa có cảm giác có cái gì luôn. Chủ yếu là lấy up kinh nghiệm anh em ơi. 15 tỷ thì tầm này chắc up được 2 cấp. Chắc gần 116. Gần 116. Ôi, hơn 500 cái rồi. Gần 500 cái rồi. Vẫn chưa có gì. Vẫn chưa có gì gọi là. Toàn thiên thất lộ rồi. Rồi bài boss đâu. Mánh ngựa. Trời, số thứ 7. Số thứ 8 cũng được vài kim rồi nè. Tầm này ngựa thì rẻ rồi nè. Chiếu giả số thứ mỗi con chỉ được 5 kim, 6 kim này chua quá, vẫn khó mà có thợ có ngựa được. Nhìn thì tinh một quái thú đại có vẻ hơi hiếm đồ. Tiền thổ lộ, tiền thổ lộ, quá sồn quá trời tiền thổ lộ luôn. Một thị tinh quái thú đại còn vẻ chặt rừng hay. Tiền thổ lộ tiếp được khai chuyển về cầu lo một viên tinh hồng. Đó, được hai viên tinh hồng. Một hộp mạnh 3 thủy tinh. Úp thêm một cốc 115. Còn 350 cái nữa. Cốc lần này thì cứ úp vào mắt này thôi. Rất kháng cả. Rút yếu quá.
bát mạch chân kinh tranh thần thú. Hai lượt mày bót, ui sao chùa quá, chùa quá. Ngàn cái nữa không, lượt mày bót rất là hiếm. Mặt nạ, may mắn. Tình hồi, không minh thật. Rồi, phun rương, bây giờ phải chuyển qua con xe đó. Bớt mấy cái đồ đó. Rồi, tổng hết 10 kim hơn biết được gì đây. Anh em xem được gì đây. Một tiền thổ lộ. Mấy mình 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 bình tiền thổ lộ. 15 bình cho khoảng 15 xu một bình đi. 15 xu một bình. 15 nhân cho 15 xu 225 xu rồi. Nhỏ, mình bán ngoài qua ăn bên rồi. Món này vứt. Bán nhiều lắm rồi mà. Rồi, thì tên này là 30 xu một viên. 4 viên nè. 4 viên kèm với 225 thì được 120 xu nữa. Đó. 345. Này bỏ này luôn chắc là giá. 345 kèm 2 viên tinh hồng. 2 viên tinh hồng khoảng 200 xu nữa, 1 viên 100 xu nè. Đó. 545. Coi coi nha. 545. Rồi, ok. Quay ngay tính sau. Đó. Mới thu được khoảng tầm 500 xu hơn anh em ơi, 500 xu hơn. Rồi, ui, còn nhiều phần quà hấp dẫn nè mà, còn nhiều phần quà hấp dẫn nè mà. Chờ chính giờ lấy thiên thổ lộ. Ủa nó lấy thiên sơn. Rồi. Nó bao nhiêu lấy. À mấy bình này. À một bình này, một bình cho khoảng 60 xu nè. Ba bình 108 nè, đó, 108. Rồi hai con boss này 200 xu. 108 là 725, 200 xu này là 925. Rồi gần ngang kim rồi, gần ngang xu rồi. Hôm nay cho 100 xu rồi đây. Hôm nay cho 100 xu nữa là 1025 xu rồi. Cái này tí mở rồi. Mở lại cái chính này. Không thành 100 xu này, đó, không thành được 100 xu nữa. Rồi. Là thu được 1001. 25. Rồi tiếp tục. Đấy, bỏ ăn bên mở tiếp anh em ơi. Dọn rương đó, đặt chặt rương lắm tiếng là mở thêm 50 cái túi quà 30 tháng 4 nữa, chặt luôn á. Rồi, ui. Tiếp tục. Lại là một hố minh thạch nữa, được trăm xu. Hố minh thạch này trên kỳ cắt bắn một kim đó nè. Nhưng mà tầm này anh Vinh ra hai kim chứ lộn. Anh Vinh ra nên là chỉ có 100 xu thôi. Khá là nhiều. Một tỷ tinh nữa. Đồ. Tiềm năng kỹ năng cũng không ra luôn nha. Pháo tiềm năng kỹ năng 30 tháng 4 không có cái nào luôn. Quá chướng rồi. Ồ, thêm lượng lên bài boss. Ừ, thêm lượng lên. Ui, không có cái pháo nào luôn em ơi. Nhỏ vậy. Không có một pháo nào luôn. Thiềm sơn quá trời. Ui. Rồi, không có gì, không có một cái pháo kỹ năng tiềm năng luôn. What the hell. Rồi, bỏ qua cái này tính coi được gì. Mở mấy cái này luôn nha. Mở này, 1, 2, 3. Án nhu, đây. Phùng như nhu tình, giới chỉ gì. Hiếp, mạnh hiếp thạch giới chỉ. À, mạnh ăn băng. Mạnh ăn băng 8 nè. Nhẫn ăn băng 8 nè. Mạnh đừng quốc yêu đái xấu. Mạnh nhu tình giới chỉ 1. Vứt luôn. À, cái ăn băng lại nè. Mạnh hiếp giới chỉ là mạnh ăn băng hỏa. Lỡ đâu có quan trọng là có tiền đó nè. Lỡ đâu mạnh 8 mạnh hiếm là có tiền đó nè. Để dành nha. Rồi. Mạnh này là mạnh đai lưng định quốc nè. Đai lưng quốc xấu. Rồi. Thu hoạch được 8 trên 8 sẽ đủ được một món. Ăn 7 ô. Mấy mấy này. Bỏ qua bên này. Cái này chặt lương lắm. Rồi được 1, 2, 3 bình tiền thổ lộ là 45 xu nữa. Là được
gần 1.200 rồi. Cái này 200 xu nữa. Cái này 100 xu nữa là 300 nữa. Ôi ôi, mới được, mới thu được gần 1.500 thôi anh ơi. Gần 1.500 xu thôi. Hai bên này 1.200. Ton. Rồi. 1.200 nữa, 1.200 được nhiều. 1.200 nữa mới thu được khoảng gần 1.600 rồi. Nhưng 30 xu nữa. Trời ơi, mới có 1.600 thôi anh ơi. Thảm quá. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp tục cái cuối cùng thử được gì nha. Cái cuối cùng sẽ được rất nhiều phần quà. Ôi phun rương này. Từ phun rương này. Đủ xanh đủ thiên nhắn phun rương. Còn được ngàn xấu hơn rồi. Bỏ bớt luôn nha, chắc chỗ quá. Hôm nay là mở thêm 50 túi lỡ bao hộp quà rồi nè mình. Cái này nó có rất nhiều phần quà giá trị trong này. Cá nhân. Được thêm một con boss cũng được. Hôm nay được 3 con boss nè. Anh một event được 3 con boss. Quá thảm luôn rồi chứ. Rồi, ui, cái cuối cùng đó, coi không có là ba bí kíp này mà được một lần mời một đại, mời một đại, cái này bán được khoảng 800 xu, đó ngon, 800 xu nữa là khoảng 2.400 rồi, được 2.400 rồi, ui, này là 529, hai kháng cả này. Chọn thế tần quá. Càng không được 2 kim rưỡi này. Càng không được 2 kim rưỡi này. Được 5 kim. À được 5 kim này, không ngờ kháng cả này. Được kháng cả này bán được cho khoảng tầm 200 xu. 200 xu này. 200 xu 15 ngày. 200 xu. Hai dương tinh, hai dương thủy tinh cho 60 xu nữa. Được 5.200. Boss này tính rồi. Mình đã kháng cả nữa này. Đó, lên kháng cả châu liền nha. Giờ kiếm cái phi phong nữa là châu như vò luôn nè. À, úi trời ơi, quên là 3 bí kíp đây. 2 kim đây mà. Ngon lành cành đào. 2 kim, nếu mà bán được 2 kim nè. Đó, bèo lắm không được 2 kim. Đó, 7 kim 1, ngon, tưởng không có chứ. Ok, có là 3 bí kíp luôn, thơm quá. Ngon. Ok, tính ra thu được 7 kim, gần 7 kim 2 rồi. Gần 7 kim 2 rồi. Phải bỏ bớt cái rác vào này các nè. Gần 7.2 nè. Bỏ thiết tinh bên này đâu qua nè. Đó. Gần 7.2 rồi, ngon. Bớt rồi bỏ qua lại. Bảy kim hai, mấy mấy này bỏ qua nè. Chắc chỗ. Rồi. Rồi nhà bắt đầu khui 50 túi kia nha em ơi. Khui 50 túi này được gì nha. Rồi 7 kim 2 và kim 2 kèm với cá nhân này. Cá nhân thì hiện tại được khoảng 550 cá nhân thì bán khoảng 30 xu này. 30 xu thì khoảng 7.500 rồi. Ok, tiếp tục khui 50 hộp này. 50 hộp này có đồ gì nữa đây. 7.500 rồi nha em. Phi phong. Tầm này khá tiền phi phong kỹ năng một cấp cũng như là phi phong kháng cả cho ngày 10 cũng như là chiến lịch phụ này mà. Có đang phi phong rồi. Với 10 kim thì mình, vừa rồi mình thu được khoảng 7.500 rồi nè. Có nghi cơ lời nha. Phi phong ơi. Phi phong tầm này có giá lắm rồi. Kỹ năng 3 ngày là 3 kim nè. Kỹ năng 3 ngày là thánh ra bán 3 kim nè. Rồi một pháo tiềm năng. Ngon. Ồ cái này khả năng full rồi. Dư được ngon. Vui. Phi phong. Phi phong. Phi phong kỹ năng 1 cấp. Lại pháo. Ngon. Một bộ. Một bộ này bèo lắm. 500 xu nữa nè. 5 xu nó được là 8 kim. Đó. 8 kim tròn. Thôi. Đó chưa. Sao mà thoát được. Đó 3 ngày. Cái này bèo lắm được 500 xu nè. Có đánh công kiện. Có đánh công thành chiến. 3 ngày. Cái này 7 ngày là khoảng 1.500. Cái này 3 ngày là khoảng 700 xu. 700 xu quá đẹp. 8.700 rồi nè em ơi. 8.700 rồi. Cố lên. Không kiếm đánh đâu. Tinh thần được 100 xu nữa. 8.800. Ngon lành anh đang. Đó anh em cho anh em xem. Khải anh đánh đâu. Khải thống cơ đó cho anh em xem. Đó. Thú vị không. Vui. Vui.
kỹ năng nào, em cần các kỹ năng. Kỹ năng nào nè? Thì không kỹ năng ngũ cấp đâu. Thì không kỹ năng ngũ cấp, nó chua quá. Trời, nó lung lên làm gì? Trời, chua quá em ơi, gần hết rồi, gần hết 50 cái này không có gì hết. Được cũng bộ thôi. Ui. Phi phong. Trời ơi, lập bao gì này? Nhập con kiếm lập bao làm gì? Pháo. 5 điểm tầm này ngon. Đồng môn thì full rồi, cái này dư là chia sẻ lên trong băng. Rồi, toàn. Trời, không có phi phong nào luôn, nhỏ dữ. Không có phi phong nào luôn em ơi. Rồi, ok. Nói chung là anh hết 10 kim. Thu lại được 8 kim 8 nè em ơi, lỗ 1 kim 2. Hơn là ra là 3 bí kíp, như là một số đồ nè. Có đồ mình xài nè. Dư một số thêm này nữa nè. Rồi, cái này mới ra thì được 30 xu nữa, sẽ còn 9 kim nè. À, 9.1 rồi. Rồi, thu được 9.1, nói chung là không lộ máy nè. Được lời một mớ kinh nghiệm nè mà. Rồi, sau khi nói thì khả đi ép phi phong luôn. Ép cho con này là cho con đường môn ta. Thắng đường môn đang tìm phi phong kiểm năng nè mà. Thôi ép con này cho anh em mì đỡ đi không hình chiến này. Còn con đường môn thì phải làm cái kiểm năng để đánh tống kim nè mà. Rồi. Đây. Đó, khai kháng châu chưa? Khẳng định luôn em, khi nào mà khả năng đủ được cái gian này là nó kháng khắc liền em. Không. Nhưng mà kháng 75 cộng 2, 75, 75 cộng 5, 75 cộng 1, 75. Úi xời, trâu như bò. Rồi, vậy là thùng trang lái thêm kháng cả rồi. Này em mới lái kháng cả 3 thôi, vậy lái thêm kháng cả này. 7 tỷ, đó, nè. Được phòng sáng kháng cảnh 5. Chiều tiêu sát thương 5 và may mắn khi tranh quanh 5%. Đó. Thấy chưa, kháng lâu 75 cộng 6. Quá trâu luôn em, thấy chưa. Quá khỏe luôn. Quá hợp lý không? Là cho anh em xem đồ nghe mời khả này. Một món thủ lý 500 này. Món thủ lý 500 này. Áo này. Dây chuyền này. Một tay này. Nhẫn này. Nhẫn này. Hiện tại đang 90 chậm kèm với thanh âm thì lên 120 chậm nè. Đặt móc 120 chậm nha. Ngọc bội này. Giày này. Vũ khí này. Kháng cả 5 này. Kháng cả 5 này. Kháng cả 10 này. Trâu vài đái chưa. Nói chung là anh em có xem những buổi nhật quả gần đây thì thực sự nghe mì này quá trâu nè mày. Không khác gì nghe mì chống băng của Khải nói luôn. Rồi, hôm nay gần 116 rồi. Và 1 tỷ 6 nữa. Đợi vài hôm nữa Khải nghiên minh tiền vạn thì chắc sẽ úp 116 50%. Chứ gần 117 rồi nè. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video hôm nay. Đừng quên đỡ lại cho video Khải một like sẽ ủng hộ cho nè mày. Cảm ơn em rất nhiều. Ôi, mạng này thêm kháng cả 3 nè. Kháng cả 3 nè. Lên 75, kháng họ 75 cộng 2. Rồi, ok, nói chung là mình mang thời gian nhận đẹp. Chứ khán hỏi mà không quan trọng lắm. Rồi, anh em xem video đừng quên đón lại cho video khám lại sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha, bye bye.